Ok, xin chào bạn. Rất vui khi bạn quay trở lại xem những video giới thiệu xe của mình. Trước mặt các bạn đây là chiếc Trang Long M3 tải 8.4 tầm dài 8.2 nha các bạn. Kế bên đó là cái thằng Jack A5 này các bạn. Thì hai cái thằng này là cùng một phân khúc ha. Có hai loại thùng, thùng 8.2 và thùng dài 9m, 9.6 và 9.9 ha. Đó. Thì các bạn có yêu thích dòng nào thì liên hệ mình tư vấn cho các bạn. Còn cái loại ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái thùng 8.2 của hàng Trang Long M3 nha các bạn. Đây thì hàng Trang Long M3 đó thì các bạn có thể thì bố làm tự nhiên đi không có gì. Thì Trang Long M3 đó bạn thì nó có thùng 8.2 và 9.9 ha, loại 4 máy và 6 máy. Thì duy nhất cái thùng 8.2 là chỉ có xài cái loại 6 máy thôi các bạn. Để phân biệt được 6 máy với lại 4 máy thì mình nhìn cho cái bánh này thì 6 máy nó xài giỏ 10, còn 4 máy là xài giỏ 11 ha. 4 máy thì nó có loại thùng là 9.9, còn 6 máy là 8.2 và 9.9 luôn nha các bạn. Thì option thùng thì nó có dạng thùng kính, thùng ba lát, thùng bạc. Thì đa số anh em mình sử dụng thùng bạc nhiều cho nên là mình thường qua quay cái thùng bạc đó các bạn. Đây. Chứ mà các bạn đây là dòng 8.2, 6 máy. Đây. Trên lòng M3. 8.2 nó đâu có 4 máy nha các bạn ha, chỉ duy nhất một loại 6 máy thôi nha. Đó. 4 máy thì cũng có duy nhất một loại là 9.9 nha các bạn. Thì cái tải của thằng này là 8.6 nha. Đây. 8.6, cái xác là 7.205 ha. Đó, tổng tải 16 tấn nha. Đây xe này của anh Lê Văn Luân hay Lê Văn Luận gì đó. Mình xin phép mình mượn cái xe của anh để mình quay cho các bạn tham khảo nha. Đây, biển số 95 Hậu Giang nha các bạn. Đây. Anh em Hậu Giang mới đến nha. Thì đợt vừa mình mới bán về biển số 68 các bạn. Kiên Giang nha, hai chiếc luôn. Mình mới vừa giao từng rồi các bạn. Hôm nay thì mình cập vào cái giá của phiên bản đời 2022 cho các bạn tham khảo nha. Xe các bạn có thể so sánh cái Trang Long với chiếc A5 ha. Này. Đó, thùng 8.2. 7.2350 và cao 2.150 các bạn ha. Trang Long M3 của tập đoàn Hải Âu nhập khẩu nha các bạn. Còn trên thị trường các bạn có thể thấy cái Trang Long hàng cho nổi là của Sichum nó nhập á, còn các bạn mua cái loại đó thì giá nó rẻ thiệt nhưng mà không được bảo hành tại Hải Âu nha các bạn. Tại 8.6 nha, cùng giờ 8.2. Và giá ngày hôm nay là hôm đợt vừa rồi là có điều chỉnh xíu nha các bạn. Này. Cơ bên. Cái bình của nó là vậy. Này. Ờ, cái bình này là cái bình một giường nằm và bên dưới cái giường là có cốp luôn. Thì ghế tài là ghế hơi ha. Cũng như cái dòng Trân Long khác thì nó có ba chế độ chạy A, B và B phở ha. Đây. Đây. Ông ta lóc kê. Nên tham khảo Trân Long nhiều cũng nó rất là rõ cái dùng những cái dòng Trân Long rồi ha. Còn số cái đặt ở trên đây ha, lóc kê đặt dưới đây. Qua lăng bánh lái gập gù, kính chỉnh điện máy lạnh đầy đủ ha. Đây, cái hộp số của nó là số gùi thỏ nha các bạn ha. Đây. Ờ, cái này là 8 số tiếng và 2 số gia. Đây. Video ngày hôm nay chủ yếu cho các bạn tham khảo cái giá của phiên bản 2022. Đây. Thì giá của thằng 2021 là 965 ha. Còn bây giờ hết 2021 rồi, chuyển qua 2022 thì giá nó sẽ cao hơn một ít. Tại vì các bạn, tại vì cái phiên bản 2022 này nhập khẩu về thuế thuế của cái xử lý khí thải Euro 5 đó, nó sẽ cao hơn cái Euro 4 của năm rồi các bạn ha. Do đó là giá sẽ cao hơn một tí. Thì anh em nào mua trả góp thì nó tổng cái kinh phí nó tầm khoảng 310 mấy cho tới là 320. Với cái mức vay các bạn có thể vay tối đa là 75% nha. Đó. Thì bắt buộc mua bảo hiểm nhân thọ nữa cộng với cái bảo hiểm hai chiều thì đâu đó hai cái phần bảo hiểm này tầm khoảng là 30 ha. 30 củ. Thì nếu mà anh em nào mua tiền mặt thì tại Bình Dương hoặc là Sài Gòn thì lăn bánh nó là 1.018 ha. Còn mà lăn bánh ví dụ Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ nói chung ở dưới miền Tây này tầm khoảng 1.020. Thì tầm đó xây đầu lại ha các bạn ha. Đó, không có trên nhau nhiều đâu. Thì anh em mua trả góp thì đóng tiền khoảng vay 7 năm thì nó tầm 14 triệu mấy ha. Còn 5 năm nó tầm khoảng 17 triệu, gần 18 triệu ha.
đó. Đây, đây mình tính rất là chi tiết cho các bạn tham khảo nha. Đó. Tùng 8x2 nha các bạn ha, động cơ du trai 6 máy 200 mã lực, còn cái thằng mà si châm là 180 mã lực ha các bạn ha. Bạn lưu ý ha, mua là mua hàng chính hãng của heo. Giống như các bạn mua điện thoại Apple vậy thôi, các bạn mua ở trong thế giới di động nó sẽ khác với các bạn mua hàng ở ngoài. Để như vậy ha. Này cấu hình của cái thằng mình đang giới thiệu đây và cái thằng bên si châm nó cũng khác luôn các bạn ha, động cơ nó xài mã lực nó khác nhau ha. Rồi, anh em mà nên mua cái dòng này nó không có trên nhau nhiều đâu. Mua dòng này được bảo hành rất là ok nha các bạn. 908 đời 2022 nha các bạn. Thì tầm khoảng cuối tháng này nó sẽ có hàng rồi. Đầy đủ 4 chân. Anh em có tham khảo 4 chân hay là 3 giò, 5 giò thì hãy gọi cho mình để mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn nha. Đây cái bàn của nó đây ha. Bàn lắp của nó đây. Vừa mở lên nó sẽ lên được 3 chỗ ngồi ha. Sổ đăng kiểm là 3 chỗ ngồi nha. Đây các bạn. Rất là ok, rất là rộng luôn ha. Nội thất chân lông thì ai có tiền thì mình lên ghế da đồ ha. Đó. Ghế của xe Hyundai Universe. Đó, chạy cho nó ngon. Còn vậy là mình tương đối rồi ha. Đi đường dài nó cũng ổn, có giường nằm đồ ha. Các bạn, rất ok, rất rộng luôn nha. Công chắc xe các bạn ra đường các bạn thấy bây giờ chân lông ta chạy rất là nhiều luôn. Ở thị trường xe Trung Quốc ở bên ngoài đó chiếm khoảng 60% là xe chân lông, còn lại là đông phen hay là dắt các xe dòng xe khác nha các bạn ha. Được thì hai đẳng cấp mua chân lông chạy thì nó rất là ok. Còn mình yếu tiền xíu thì bên mình cũng có những cái dòng như đông phen dắt A5 chạy cũng được. Nói chung những cái dòng đó thì cũng nhập khẩu nguyên chiếc. Còn ai mà muốn tiết kiệm hơn thì mình mua những cái dòng mà lắp ráp ở trong nước nè, dắt N800, N900 và mới đây nhất có dòng Fao Tiger. Thì những cái dòng đó thì lắp ráp trong nước, chất lượng đó thì chắc nhiên không có bằng những cái dòng mà nhập khẩu như thế này rồi. Tuy nhiên mình chạy thì mau lấy vốn hơn các bạn, mau lấy vốn hơn. Với lại những cái dòng như là Vim rồi nè, Vim 3 tấn rưỡi thùng dài là mình cũng có rất là nhiều. Mình cái dòng nó chạy rất là kinh tế các bạn, chạy hàng công ty, hàng nhẹ đó, thùng nó rất là dài. Ok, cảm ơn các bạn đã xem những video của mình. Ai có nhu cầu tham khảo những dòng xe nào và có những thắc mắc gì hãy comment cho mình biết nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.